21 giờ tối qua ngày 16 tháng 10, công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán nước cho các hộ dân. Hiện tại Vinwaco đang quản lý cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng 150.000 khách hàng tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì. Trung bình mỗi ngày khách hàng của Vinwaco tiêu thụ khoảng 100.000 mét khối nước của nhà máy nước sạch sông Đà. Đại diện Vinwaco cho biết, nguồn nước hiện vẫn được sử dụng theo khuyến cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là người dân chỉ nên dùng nước cho mục đích sinh hoạt, không sử dụng để ăn uống.